người trong gia đình mình xuống dưới lại tầng để lấy công dân cho gia đình. Thầy bây giờ tôi sẽ đến đứng đợi nha. To knock on the door to notify when it is your turn. Please, chủ bệnh sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các cư dân thuộc tháp 1B. Hết nói chung. Bây giờ cả nhà mình đang đi xuống để lấy mẫu xét nghiệm. Sẽ dùng một cái ống nhỏ bóng tập dài nè, người ta đưa vô trong cổ họng, nó khi nào mình mắc ó thì thôi. Còn cái mũi ấy, người ta sẽ đưa vô trong sau tới gần cái khúc này nè. Cái khi mà mình cảm thấy rất khó chịu mà không thể chịu được nữa thì người ta mới lấy ra. Rồi à, nhưng mà dù gì là cũng xong rồi. Mọi người cũng thấy là tình hình ở dưới rất là nghiêm trọng, rất là rối. Nó cái mũi trời, giống như Vicky tại gia. Như cái Luận đang ngồi ở dưới bạn ở ngoài ban công để ăn thịt nướng. Thịt này là đặt mua ngày hôm qua, rồi giờ mới được ăn. Cũng hên là còn một chút xíu than mà từ hôm bữa mà làm bánh tráng còn dư á, thì mới làm á. Trời, giống như là nhà mình có sân vườn to lắm vậy á. Ít người ta cũng tưởng là ban công của nhà mình sẽ phải 2 mét. Trời ngon. Ông ơi, có ăn không? Nhanh lên. Có. Đồ chỗ không? Đồ chỗ không? Bỏ cái này ra. Ngồi cái đít vô trong nhà. Ờ, đúng rồi. Từ cái này gia đình mình đi du lịch với nhau. Cái này là đây du lịch nè. Mình đang ở MVP mà. Hẹn vào một ngày hết dịch đi cắm trại camping. Trời, nó làm vậy nè. Trời, anh có biết điều gì? Thịt heo đâu á, trời ơi ngon lắm. Anh em miếng thịt, dạ một miếng sốt ở đây với cái chi bắt được lại như này. Ngon quá vậy. Tôi
thịt này ngon quá ha. Chị góc bụi đi. Cho camera lên nữa. Có uống không? Có 3 ly kìa. Được uống cho một miếng rồi. Ly đầu là phải uống hết. Em uống hết xì rồi. Ban công nhà mình to thế. Ngon lắm nhưng mà làm tự làm nó mới ngon. À quên, cắt miếng ớt. Mà mày cũng phải có cái sốt này đúng không? Nếu mà không, tự làm ra cái sốt này luôn á. Cái sốt cái không phải cái sốt này, cái sốt là sốt đậu phụng, tự làm được luôn, tự làm sốt đậu phụng. Này không thấy được thịt nướng. Méo rồi. Mình giống mấy bà cô già quá. Ở nhà thôi rồi tự bày đồ thôi mà tự ăn. Uống hết rượu ai chạ à. Vô 1, 2, 3 vô Corona holiday. Mình về quá. Ui đào ớt rồi này, cay rồi này. Múc vào. Mm-hmm.